Đấy, đoàn bắt đầu bây giờ thông quan khu vực của bản Sa Đăng xong cái là bắt đầu bây giờ lên đường để sang bản khác. Cô hướng dẫn viên xinh áo tím đẹp không? Đấy, cô này như Tây. Giờ đến cái bản thứ ba là thứ tư nhỉ? Bản thứ tư là mình vào bản làng Sa Đăng để xem dân tộc Sa Đăng họ sinh sống như thế nào và làm việc, làm ăn như thế nào. Bây giờ các bạn theo chân mình đi vào cùng nhá. Đây là không gian văn hóa dân tộc Sa Đăng. Đây là một cái nhà mẫu theo kiểu là nhà rông của Tây Nguyên ấy. À, đây là cái đàn này gọi là đàn gì, à, đàn tơ rông đúng không, đàn tơ rông có cái gõ không ạ? À, à hay nhỉ, hay nhỉ. Đứng như thế nào thì cho đúng nhỉ? Đứng thế này nhỉ? Sang cái đàn thứ hai nhá. Đây là đàn ta rưng nhỉ, đàn ta rưng đúng không? Thân nước tiếng nước anh, tiếng nước chảy anh ở nhà anh giã gạo xay lúa giã gạo còn em lên nương, lên nương y ya. À, đây thì không phải rồi đúng không? Đây thì thế này ạ. Sau đây mình sẽ
cho quý vị và các bạn một bản nhạc Ta Đừng Ngơi nhé. Từng ta 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 từng làm ăn bán hàng nào, rất hiểm rồi đấy. Vâng, chào các bác nhá. Vâng. Đây là bản xe đăng ở bác ơi. À thế ạ, à, dân tộc mình đây là có giọng nào? À thế ạ, à. Vào vào. Hay thật. Vậy như bạn hay nha, mà nó có nhà rồi. Đúng rồi. Một làng. Một làng, tượng tượng trưng cho một làng. Một bản làng của ta mô phỏng lại kiểu như thế. Ờ, là những nghệ nhân, những người ta giữ gìn bảo tồn văn hóa, những cái mà di sản của quốc gia theo cái lối cách sống của từng dân tộc. Nhưng mà đấy là có mỗi một cái tay nhỉ, anh nhá, phải có hai cái tay cơ nhỉ, phải hai, có hai cái gõ chứ đúng không? Hai cái mới gõ được nhỉ? À, hai cái đấy mới gõ được đúng không? Con gái em á. Thế nó dậy thì con cho cháu đi lấy chồng rồi đấy. Sinh em 13 tuổi em mới đẻ. Đúng rồi, 10 tuổi đẻ rồi. 20 tuổi đẻ. 10 tuổi lấy chồng, 20 tuổi mới đẻ. Đúng rồi, gọi là dân tộc Sơ Đăng mình lại gọi là dân tộc thì hỏi câu ngược nhỉ. Vâng, dân tộc Sơ Đăng. Vâng. Mượn được về đây. Mượn đi về đây. Đó là mường thịt, không phải là mường cái. Mường của Thái Nguyên, đấy, Cơ Mê của tỉnh Sóc Trăng và Rắc Lê của tỉnh Ninh Thuận. Dân tộc Rắc Lê, đấy, có 15 dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại đây. Mỗi dân tộc có 8 nghệ nhân. Vâng. Thế là đây là nhà nước yêu cầu các bác ra đây à? Ủa? Thì là 54 dân tộc Việt Nam có dân tộc cân. Vâng. Alo, Mến à? Thì bây giờ mới mời được 15 dân tộc đang hoạt động hàng ngày để giữ văn hóa của từng dân tộc. Khách du lịch đến mình giới thiệu văn hóa của mình. Dân tộc Sơ Đăng đấy. Cho tỉnh nhà. Họ sinh sống như thế, làm nương, làm rẫy rồi là buôn bán. Kinh doanh buôn bán. Uống cao cao hết rồi, cà phê. Cho hai cốc cao cao đi. Đấy, người Sơ Đăng là người ta mặc váy kiểu như này. Đi ra ngoài phải mặc váy vào. À, đi ra ngoài mặc váy vào. Bây giờ mình tới đây mình mặc bản sắc dân tộc mình phải thế thôi. Để mà con đuôi riết thì chứ, cho nó mát chứ. Thế nó bắt buộc phải mặc váy đúng không? Dân tộc nào thì nó mặc theo cái kiểu dân tộc thôi. Vâng. Giờ người ta may mọt dần rồi. Nhưng có cái làng phải giữ lại, đúng rồi. Của nước nhà tất cả các dân tộc đều giữ lại cái truyền thống văn hóa của mình. Từ tiếng nói này, trang phục này, dân ca dân vũ này. Vâng. Người ta phải giữ lên cái bản sắc dân tộc chứ. Đấy, xa xa kia là một gọi không biết là con sông hay là cái hồ.
xa xa rồi kìa. ED dân tộc ED trong này. Một trong bản nhạc của tơ rưng, đàn tơ rưng. Hay không? Người ta phải giữ lại những cái truyền thống. Không có mai một đi. Hay quá chị ạ. Đấy, bắt đầu các đoàn người ta đến tham quan này. Thấy không? Đấy, họ đến thăm này các nơi, các ban ngành ở đâu họ đến, nhân dân họ đến họ thăm. Đây là họ thăm bản làng dân tộc Sa Đăng. Các nơi họ về họ xem đúng. Thấy không? À, vâng, cô chú anh chị thân mến, lời đầu tiên người diễn viên xin phép được chào đón đoàn ta đã đến với làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Và trước hết thì em muốn cảm ơn sự có mặt của đoàn và chúc đoàn hôm nay có một buổi gặp mặt thật vui vẻ và đầm ấm ạ. Có lẽ em xin phép được sơ lược với đoàn về một đôi nét về không gian cảnh quan của làng để anh chị có cái nhìn và định hình chung với những tuyến điểm mình sẽ tham quan, và sau đó thì chúng ta sẽ trực tiếp tham đến với đồng bào. Anh chị thân mến, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam được xây dựng ở trung tâm văn hóa xứ Đoài và cách trung tâm Hà Nội hơn 40 km về phía tây, với tổng diện tích là 1544 ha. Đi vòng quanh làng thì có 41 cây rừng. Và dự án này đã được Thủ tướng Võ Văn Kiệt quyết định xây dựng từ ngày 21 tháng 8 năm 1997, và tuy nó được thay ngén từ rất lâu như vậy, nhưng đến ngày 19 tháng 9 năm 2010 mới chính thức khai trương mở cửa. Nghệ nhân ưu tú Y Sinh và được Chủ tịch nước phong tặng và là người trực tiếp chế tác và thực hiện nhạc cảnh trên núi này. Xin mời người làm thơ cho chàng mừng vua. Xin chào các anh, các chị và các cháu. Cảm ơn các anh, các chị đã đến với làng Sa Đăng của chúng tôi. Chúng tôi đến từ thị trấn Lâm Tô, huyện Lâm Tô của tỉnh Con Tum ạ. Trên thay mặt cho các anh em của làng thì chúc các anh, các chị có đồng hành đi tham quan thật là vui vẻ và hạnh phúc. Vâng, thì đấy là bây giờ do là các không còn thời gian cho nên là tôi cũng xin phép giới thiệu một số ít văn hóa sẽ đăng cho tôi. Đấy là một người con cùng với sẽ đăng tiếp tục tại sống tại tỉnh Con Tum. Thế mà theo như ngày xưa thì trong này thì bây giờ đến đây để mình giới thiệu về các tượng trưng thôi, chứ còn ngày xưa người sẽ đăng cho tôi có cái nhà rộng tên cao và cũng mình sống rằng ạ. Cái này nó phai mờ dần dần là chỉ còn ở quê của tên, và là còn trong cái nhà trong chứ mà còn cần chống 54 dân tộc Việt Nam thôi. Đấy, cái đặc thù riêng của người dân tộc Sa Đăng chúng tôi, cái nhà trong đây ngoài chứ mà còn đầu ra dần dần năm kiểu vợ nữ chia sẻ được ngủ đoàn kết tại nhà trong để tìm con đường với nhau. Vâng ạ, đúng vâng, thì ngủ đoàn kết thôi chứ còn nên mình làm cái phong tục này cái mà không tôn trọng buôn làng sao sao sẽ phạt mày hai con em phạt thì cũng là phạt làm phải không ạ? Vâng, còn sau này khách thấy là cái ngôi nhà rông quá người nhà sàn của người dân tộc Sa Đăng thì trong cái nhà sàn đấy có thóc, đối với người Sa Đăng chúng tôi rất là để có thóc, bởi vì người ta không có tiền không buôn không bán ngày xưa thì ăn ở thì ở trong nhà, thì còn khoai sẵn người ta thì làm nhà kho riêng, làm cách nhà 50 hoặc 100 mét. Đấy, nhà tiền thì không có, quần áo, chăn mền thì rất là đơn sơ. Nếu kho thóc mà để trong nhà lỡ cái nhà có bị cháy thì bà con sẽ có khả năng. Vâng, cho nên chúng tôi lúc nào cũng phải kho thóc riêng ra để lỡ nhà có bị cháy. Ngày xưa cây cối còn nhiều, bà con rất là đoàn kết, thì huy động làm một cái nhà có nhà ở. Không thôi, ngoài sáng luôn thôi, người ta bởi bị cháy thì bà con sẽ có. Vâng ạ. Cảm ơn du khách ạ. Vâng, bây giờ tôi xin phép vâng còn, nhưng mà chị sợ du khách không có thời gian, chị
xưa thì xưa qua vậy thôi. Còn bây giờ tôi sẽ đắm cái đàn lông phút đây. Đây là đàn lông. Vỗ bằng tay. Bây giờ tôi sẽ phải đắm cho bà con thưởng thức. Đó là bài tiếng chảy trên trong bóng. Vâng, đó là bài tiếng chảy trên trong bóng. Bây giờ tôi sẽ đắm. Vâng, thưa chị ạ. À, các chị thân mến, là em xin bật mí với anh chị là bà vốn là cô giáo tiểu học về hưu, nhưng cách thẩm âm của bà thì vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Ở quê nhà thì bà cũng thường mở những cái lớp dạy truyền cho con cháu tiếng đàn clarinet và tơ như thế này. Anh chị có thể lên YouTube đánh luyện nhân ưu tú y sinh, có rất nhiều tiết mục của bà được đăng tải trên đó. Còn bây giờ thì mấy chị đến với tiết mục thứ hai ạ. Cả đoàn bắt đầu lại lên đường đi thôi. Đi sang bản làng khác. Chào các anh, các chị ạ. Lại 14 giờ. Cả đoàn bắt đầu lên đường đi tiếp sang bản khác. Mình cũng review ở bản Sa Đăng này tới đây thôi. Video này xin khép lại tại đây. Và hẹn quý vị các bạn các chương trình sau. Thân ái, chào quý vị các bạn. Bye bye.